Trong thời gian sống ở tỉnh Tochigi thì mình đã có dịp đi thăm địa danh Iwafune, là nơi mà là bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng 5 cm trên giây. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đến cái ngọn núi Iwafune này để xem thử là ở trên đó có gì hay không nha. Let's go! Sở dĩ ngọn núi có tên gọi Iwafune vì đây là núi hoàn toàn là bằng đá và có hình dáng như chiếc thuyền. Bạn có thể thấy trong chữ kanji của nó có bộ sơn và thạch và bộ thuyền. Lần này đi thì không hiểu sao lại xuất hiện một vườn hoa tự nhiên nở rộ và dày đặc và đồng loạt như thế này. Rất là đẹp đúng không? Theo như trên tấm bảng panorama này thì đứng từ đây chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Nhưng mà hiện giờ là mùa hè vừa xong, cây cối rất là âm tầm và trời cũng vừa tạnh mưa cho nên là không có nhìn thấy. Nếu thấy thì nó sẽ nằm ở đây. Và đây là tháp đèn Toro, gồm có 5 phần. Từ dưới lên là tượng trưng cho triết lý ngũ hành của người Nhật là địa, thủy, hỏa, phong, không. Và bây giờ đến phần tung đồng xu Nguyễn Ước. Lúc nào lần đầu tiên mình cũng ném không trúng. Còn đây là những thẻ cầu nguyện Emma. Họ sẽ viết những lời cầu nguyện lên trên này, ví dụ như là cầu được vào trường cấp 3,
cầu bình an cho gia đình. Cầu xin được thi đậu. Và rất nhiều những lời cầu nguyện khác cũng được treo rất là lâu ở đây.